con gái quê ở Nam Xương, tính đã thủy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng chưa sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Xong, chưa sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc xung vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trường tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên phải ghi trong sổ lính đi vào lại đầu. Này, ta phải đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc. Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Chàng đi chuyến này, chứ chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Đúng lúc ấy, Vũ Nương trở về, thấy Trương Sinh, nàng mừng rơi nước mắt. Cô lừa tôi. Chứ cô lừa tôi chẳng bao giờ đâu. Gạt mũi cơ mặt, tao phản bội lại cô. Cô đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là cô đang nói dối. Hai là cô đang nói dối nhiều lần. Đừng hòng qua mặt ta. Cô cút. Từ nay không vào trong gì nữa. Đoạn rồi, nàng tắm gội chay sạch, ra bên hoàng gia ngửa mặt lên trời mà than rằng: kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tính chịu nhước nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, nàng giơ mình xuống sông mà chết. Ta đi tìm mẹ thôi con. Mai say đón chiều lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang, tính cô hay măng trúc măng giang. Ý à ơi à, hiểu quang sáng đa tạ tình chàng. Nay thiếp đã là người âm phủ ngày ngủ đêm bay, chẳng thể trở về được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất. Niềm tin là sợi dây gắn kết giữa vợ và chồng. Đừng để mất niềm tin với người bạn đời của mình, bởi chỉ một lần thôi cũng đủ làm cuộc hôn nhân của bạn chết tử trong trứng. Giống như Trương Sinh như vậy, bởi tính hay nghi ngờ đã đẩy Vũ Nương đến bờ vực của cái chết mà chẳng thể quay về trần gian.